Quả lựu, quả lựu, nhưng bà con quả lựu mà có người không gọi quả lựu mà ta gọi là trái lựu, trái lựu thì nó rất tốt cho sức khỏe, bà con nó biết tốt cho sức khỏe vô cùng. Nhưng mà có một số người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn, vui lòng đừng ăn, để bệnh với mình nó mau lành, mau bớt, mau khỏi. Chứ ta ăn trái lựu này vào thì chứng bệnh ta không lành, không bớt, không khỏi, mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Sức khỏe càng ngày càng xấu đi đối với những người này, vui lòng đừng ăn. Đó là người bị sâu răng, viêm dạ dày, nóng trong người, uống rượu, đang say rượu, người nói ngọng là vui lòng đừng ăn bà con ạ. Vui lòng đừng ăn, những người đó là vui lòng đừng ăn nha bà con. Vui lòng đừng ăn là những người đang bị sâu răng, đang bị sâu răng, viêm dạ dày, nóng trong người, nóng trong người, đang uống rượu, say rượu, nói ngọng là vui lòng đừng ăn, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Ăn lựu nó tốt, rất tốt cho sức khỏe, là nó chống được lão hóa, nó chống đông máu, phòng chống sơ vữa động mạch, giảm huyết áp. Wow, tốt quá bà con ha, tốt quá. Viêm khớp, chống rối loạn cương dương, tăng cường đề kháng, chống ung thư, bệnh tim mạch. Wow, tốt bà con. Đặc tính kháng, ngăn ngừa gầu trên tóc, ngăn ngừa gầu trên tóc, giảm huyết áp. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được nha bà con. Tốt chúng ta ăn quả lựu này không quá hai trái. Ta không ăn hạt, không ăn vỏ. Ta nhâm nhâm cái màu trắng, màu đỏ, màu hồng của trái lựu, rồi ta nuốt nước. Đó. Nhưng mà nhớ trái lựu nó tốt, nhưng mà ăn không quá hai trái. Một ngày ăn không quá hai trái. Không ăn hạt, không ăn vỏ. Bà con ơi, bà con vui vẻ, mạnh khỏe. Xin chúc bà con ta vui vẻ, trẻ, đẹp nào. Xin chào.